chờ quýnh cho tao chết liền, bắt đầu đi chờ. Kể là khám tổng quát luôn là mấy triệu. Để từ từ tao ấy con nhậu mua lửa. Em một năm mấy em chưa gặp luôn rồi. Quay cái này. Rồi năm trời đó. Không, lỗi sân trà. Đi ra mua thuốc. Ra nó ra to mua thuốc. Mày muốn được không? Có ba chỉ thuốc gì nè. Đây là thầy nè. Trời, mày muốn chi chằng chằng coi. 300 mấy. Ham vui. Trời. Ủa phải là ngày. Nó muốn không thì đợi ba đợi nó vô đầu, còn mình muốn vô đầu phải rồi. Rồi giờ mày qua chúng cái đầu vậy cái khớp đó coi. Mua thử gan vào đó kìa. Chân mờ đi, chân mờ thấy mờ. Chân mờ mờ sao thấy? Chân đỏ. Tao nói công nhận, tao nói con bơ nó ha, ở dưới này. Đến quấn được không? Tao mười mấy triệu tao mới là lạ. Thôi. Tao nói về coi công việc. Tao đóng 3 triệu. Biết gì nữa Nguyệt? Rốt cuộc nó trả tao 400 ngàn. Tao tao đụng cây đụng cân, đụng cỏ, đụng giò. Chán. Vậy là bệnh viện người ta làm thuốc. Tao loại bộ gì luôn. Công vấn nó rẻ luôn. Tao loại bộ từ đây tới cái nội từ giờ. Còn mà mấy người mà xuất viện đi về mà có bảo hiểm nè. Đóng tiền giường, tiền này, tiền kia chứ có 500 ngàn là thôi. Quýnh từ lâu thì coi trời. Coi một chiêu khoảng 100. Chừng nào có mổ gì? 100 ngàn hả? Khỏi luôn mày. Mất giữ cái thằng này chứ thôi là... Tao nói thật vì tao uống ra, tao muối cho mày coi nè. Tao nói thiệt. Mày nói đây. Có biết không muốn. Tao nói còn ở đây... Tao còn nếu mà cái cặp con này, mà cái đầu con mà không nghe... Mười mấy triệu không? Muốn đường quyền đi tao mới biết. Không, cởi tao muốn cặp con đường quyền cho không biết. Cầm qua lại gì cũng được mà. Ai quên được. Đâu. Ê. Vô đồng đó cấp giờ nè. Không à. Chú cáo rồi chứ đó kìa. Đồng coi đi bây giờ không biết trời. Ai quên được. Trời, ông quên gì trật lắc không ơi. Quên cái gì? Quên tàu lâu không? Cái gái này là con mặt cho đó hả? Ăn con mắm mới dành sao? Còn không? Ơi, mắm danh không rồi con nhỏ đó cái bắp đùi nó cho bay lắm một anh á một Khang hả đây nè nó tên con tươi trời muốn xíu luôn thôi ơi. Muốn xíu luôn nói vậy ông mở Út nó có cái hưởng qua một cái rồi sao nó đi tới phải rồi mà hai cái cặp đùi nó trong hình nhìn sao đẹp quá chú ít đẹp trai quá người ta dẹo phải rồi trong hình nhìn đẹp quá chạy ra ngoài nhìn không giống cái gì em muốn đừng có anh mở lãng cũng tay qua chơi xong bỏ đi qua Bình Dương luôn. Tao thấy mày đánh trong lãng đang nói vụ này mày quen con tư vậy cái đồ chà bá thôi. 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 Không. Học chỉ chưa? Đừng có học. Nói mày muốn người vô đầu mày đó. Thôi mày đừng. Mày đừng có đánh trong lãng. Mặc đồ mặc quần ấy đâu được mặc đậm không à. Mặc đậm bá. Nó anh này mày là một người đánh trong lãng. Đừng có đánh trong lãng. Có không? Có quen cái đồ chà bá là anh nọn không? Nói gì? Đã tao nói con nhỏ đó nó thua.